Chúng ta sẽ cùng đến với đội hình xuất phát của đội tuyển Canada trong trận đấu này. Đây là đội hình xuất phát của các thủ Uruguay, gồm có thủ môn mang áo số 1 Roque. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã được bắt đầu. Larea. Rất nhiều những cái tên đá chính của Canada trong suốt hành trình vừa qua, như thủ môn Crepo, đội trưởng Davy hay Jonathan David cũng phải ngồi trên băng ghế dự bị để nhường chỗ cho rất nhiều những cầu thủ trẻ. Đây là giải đấu mà các cầu thủ Canada được coi là một cú rượt quan trọng. Sau đây 2 năm, họ cùng với Mexico và Mỹ là 3 quốc gia đồng chủ nhà của vòng chung kết World Cup 2026. Và Canada cũng chính là đội chủ nhà, đồng chủ nhà duy nhất vượt qua vòng bảng của Copa America 2024. Mexico và Mỹ đã phải dừng bước ở ngay vòng bảng. Người đang xuất hiện trên màn hình của quý vị là huấn luyện viên Jesse Marsh, 50 tuổi, vị thuyền trưởng của đội tuyển Canada. Có một sự trùng lặp khi mà ông Jesse Marsh cùng với huấn luyện viên Điên Sa cùng đã từng dẫn dắt câu lạc bộ Leeds United ở Premier League. Ném biên cho các cầu thủ Canada. Còn đây là một gương mặt đã rất quen thuộc, ông Marcelo Bielsa. Sẽ là một quả ném biên mạnh vào trong khu vực 16m50 của Johnstone. Phạt góc cho Canada. Đây là lần thứ 16 cầu thủ Uruguay bước vào trận tranh hạng 3. Ở 15 trận trước đó họ đã có được 9 chiến thắng. Quả đá phạt góc đầu tiên của trận đấu thuộc về Canada. Canada là đội bóng có những cầu thủ có chiều cao rất tốt. Không được. Osoro rất cố gắng nhưng đã không thể theo kiểu bóng ở tình huống vừa rồi. Với việc tung vào sân đuôi rất mạnh, chắc chắn cầu thủ Uruguay muốn có một chiến thắng đậm. Và những cầu thủ đang đá chính như Aro hay Nunez đang có 2 bàn thắng. Họ muốn có thể cạnh tranh được danh hiệu vua phá lưới với Lautaro Martinez của Argentina. Cầu thủ đang có được 4 pha lập công. Và các bóng rất hay, đẳng cấp và kinh nghiệm. Đó là tình huống xử lý của đội trưởng Gimenez sau pha đá bóng dũng mãnh của Schaffelberg. Schaffelberg cũng là cái tên chơi nổi bật nhất bên phía đội tuyển Canada tại Copa America 2024. Anh cũng đã có được cho mình một bàn thắng. Đánh đầu không được. Bóng vẫn đang trong chân các cầu thủ Canada. Canada là đội bóng duy nhất lọt vào tới vòng bán kết nhưng mới chỉ ghi được 2 bàn thắng. Hai cầu thủ đã lập công cho đội tuyển Canada là Jonathan David và Schaffelberg. Ngày hôm nay thì chắc chắn bóng bổng sẽ là thứ vũ khí mà huấn luyện viên Jesse Marsh yêu cầu các học trò thực hiện trong cuộc đối đầu với Uruguay. Trong vòng 5 phút đã qua, 5 phút mở màn của trận đấu này thì khá bất ngờ khi mà Canada đã nhập cuộc một cách chủ động cho dù họ tung ra sân đội hình không phải là mạnh nhất. Một trong những tổn thất về lực lượng của đội tuyển Canada là sự vắng mặt của tiền đạo Buchanan. Cầu thủ đang khoác áo Inter Milan vừa trải qua ca phẫu thuật
sau chấn thương gãy xương ống chân trong một buổi tập. Đây là một mất mát lớn đối với đội tuyển Canada. Còn em biên của đội trưởng Larrier. Tại Copa America năm nay, Uruguay được đánh giá là một trong những ứng viên rất xa giá cho chức vô địch. Tuy nhiên họ đã không thể có mặt ở trận đấu cuối cùng và tàn vỡ giấc mơ có thể trở thành đội bóng số 1 của khu vực Nam Mỹ nếu như có được chức vô địch. Hiện tại Uruguay và Argentina là hai quốc gia có thành tích tốt nhất tại sân chơi Copa America khi mỗi đội đã có 15 lần đăng quang. Lần gần nhất đội bóng của huấn luyện viên Marcelo Bielsa vô địch Copa America đã cách đây 13 năm. Đó là năm 2011. Và lần gần nhất Uruguay có được tấm huy chương đồng đó là năm 2004. Một pha phạm lỗi nguy hiểm của cầu thủ Canada và trọng tài đã cầm trên tay một tấm thẻ. Chiếc thẻ vàng đầu tiên của trận đấu được rút ra dành cho đội bóng đỏ. Một pha ngăn chặn tình huống phản công của cầu thủ Uruguay. Đó là chiếc thẻ vàng dành cho số 3 Fugueroles. Đây là một cầu thủ còn rất trẻ, năm nay mới 18 tuổi và đây cũng mới là trận đấu thứ hai mà Fugueroles chơi bóng cho đội tuyển quốc gia Canada. Hiện tại anh đang chơi ở Anh cho câu lạc bộ Fulham. Fugueroles cũng là cầu thủ trẻ nhất của đội tuyển Canada tham dự Copa America 2024. Cơ hội cho Uruguay từ một tình huống cố định. Đó là một pha dứt điểm thẳng về cầu môn đối phương. Phạt góc cho cầu thủ Uruguay. Federico Valverde. Đánh đầu. Bóng vẫn còn. Như vậy là đã có bàn thắng mở tỷ số dành cho đội tuyển Uruguay. Và người ghi bàn là Bentancur. Một tình huống cố định, một quả phạt góc. Bentancur đã có một pha dứt điểm rất căng ở trong khu vực 16m50. Bàn thắng đến với đội tuyển Uruguay từ rất sớm. Đây cũng là pha lập công thứ 10 của đội bóng áo xanh tại Copa America 2024. Một pha xử lý bước 1 gọn gẽ. Rồi sau đó là một tình huống xoay người dứt điểm bằng chân trái. Bóng đi căng. Tung góc lưới của thủ thành Clare. Lợi thế đã đến rất sớm đối với đội tuyển Uruguay. Đó là một cú đá tuyệt vời của Bentancur, cầu thủ đang khoác áo màn Tottenham Hotspur. Uruguay sau thất bại trước Colombia, họ dường như bị tổn thương và rất muốn thể hiện được sức mạnh thực sự của mình trong trận đấu này. Tại vòng bảng, Uruguay đã từng có chiến thắng cách biệt. Và bây giờ họ muốn có một trận thắng đậm nữa tại Copa America năm nay. Bàn thắng đã đến rất sớm với đội bóng của huấn luyện viên Marcelo Bielsa. Tại vòng bảng thì Uruguay đã từng vượt qua Bolivia với tỷ số 5-0. Cơ hội không thể dứt điểm. Vẫn đang là cầu thủ Canada chuyền vào. Trận đấu đang diễn ra rất cởi mở. Rõ ràng khi bước vào trận tranh ba thì các đội bóng thường thi đấu với sự thoải mái về mặt tâm lý và sẽ là một thế trận rất cởi mở. Hứa hẹn sẽ có nhiều bàn thắng được ghi ở trong trận đấu ngày hôm nay. Canada mặc dù tung vào sân rất nhiều những cầu thủ trẻ nhưng họ đang chơi bóng đầy tự tin trước một đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều. Việc lọt vào đến
Vòng bán kết của Copa America trong lần đầu tham dự được coi là một thành công rất lớn với Canada. Đó là bước chuẩn bị tốt để họ hướng tới World Cup 2026 trên sân nhà. Rõ ràng họ đã có được thành tích tốt hơn so với hai nước đồng đăng cai là Mỹ và Cô và Mexico, thậm chí tốt hơn cả Brazil, đội bóng đã từng 5 lần vô địch thế giới. Brazil đã phải dừng bước ở vòng tứ kết sau thất bại trước Uruguay, còn Canada đã có mặt ở vòng bán kết. Rất nhiều những cầu thủ trẻ, và đến năm 2026 sẽ bước vào độ chín của sự nghiệp, đang được huấn luyện viên Jesse Marsh cho thử lửa ở những trận đấu như thế này. Một bước chạy đà quan trọng đối với Canada trên hành trình hướng tới thành công tại World Cup 2026. Laria, cầu thủ áo đỏ cầm bóng rất tự tin, không hề có bất kỳ một sự e sợ nào của cầu thủ Canada. Sau khi để cho đối thủ lấn lướt ở những phút đầu tiên thì Uruguay đã lấy lại thế trận và họ cũng đã sớm có được bàn thắng mở tỷ số. Đó cũng là pha lập công thứ hai của Betancourt tại Copa America năm nay. Trận đấu bàn thắng đầu tiên của Betancourt có được tại Copa đó là trong trận thắng 5-0 trước Bolivia. VAR đã vào cuộc nhưng đây rõ ràng không phải là một tình huống để bóng chạm tay của một cầu thủ Uruguay. Pha xử lý rất khéo léo trong phạm vi hẹp nhưng cuối cùng thì bóng đã trở lại với quyền kiểm soát của cầu thủ Canada, không được. Đường chuyền hơi dài dành cho Soffenberg. Osorio là người đang bị đau bên phía đội tuyển Canada. Osorio bị đau trong tình huống tranh chấp với Betancourt. Đã có những tranh cãi, những va chạm ở trên sân. Đây là một điều thường thấy tại bóng đá Nam Mỹ. Huấn luyện viên Bielsa cũng đã từng có thời gian dẫn dắt đội tuyển Argentina từ năm 1998 cho tới năm 2004. Ban huấn luyện của cả hai đội đang cần phải làm giảm cái đầu nóng của cầu thủ. Va chạm xảy ra sau khi Osorio có tình huống va chạm với Betancourt. Những nhắc nhở từ trọng tài chính Alexis Herrera đối với Betancourt, tác giả của bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu này. Ông Jesse Marsh thì đã bị sa thải khỏi Leeds United khi mà câu lạc bộ vẫn đang đứng ở một vị trí an toàn trên bảng xếp hạng Premier League, nhưng sau đó thì Leeds đã tụt hạng và phải xuống chơi ở Championship. Ismaël Koné, Koné đã bị phạm lỗi. Ismaël Koné là một trong những cái tên quen thuộc đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Anh là trụ cột trong đội hình của câu lạc bộ Olympique Marseille. Sẽ là một tình huống cố định nữa. Đầu pha bóng của đội trưởng Jose Jimenez. David Nunez.
đã có những thông tin cho rằng David Nunes sẽ không được có tên trong đội xuất phát của Uruguay ở trong trận đấu này sau tình huống va chạm với cổ động viên sau trận đấu với Colombia tại vòng bán kết. Nhưng cuối cùng huấn luyện viên Marcelo Bielsa vẫn quyết định điền tên cầu thủ đang thuộc biên chế câu lạc bộ Liverpool trong đội xuất phát của Uruguay. Không được. Tình huống chuyền bóng lỗi của Schaffenberg. Pha phạm lỗi của Pellegrini. Đã có khá nhiều những pha va chạm quyết liệt của cầu thủ giữa hai đội. Mặc dù đây chỉ là trận đấu tranh hạng 3 mà thôi. Kone. Vẫn là Kone. Kone đang chơi ở trung tâm hàng tiền vệ của cầu thủ Canada. Cầu thủ của Olympic Marseille có nền tảng thể lực rất tốt. Canada là đội bóng có chiều cao tốt nhất của Copa America năm nay. Vina. Uruguay đã tham dự 46 trên tổng cộng 48 kỳ Copa America. Một pha cắt bóng rất tốt của Canada. Schaffenberg. Schaffenberg đã có được một bàn thắng tại giải đấu năm nay. Canada là đội bóng ghi bàn ít nhất tại giải khi họ mới chỉ có được vỏn vẹn 2 pha lập công. Cơ hội cho cầu thủ Uruguay dứt điểm không vào. Cú đá đã không thắng được thủ môn Dede Clair. Junior. Cune được chuyển hơi sâu nhưng bóng vẫn trong cuộc. Schaffenberg. Laria. Pha dứt điểm thẳng của Laria. Cú đá đã đi hơi cao so với cầu môn của Uruguay. Chúng ta cùng xem lại pha dứt điểm nhiều móc. Đó là cú đá của Araujo. Aro đã không thể thắng được thủ môn của Canada. Tình huống cản phá bằng chân của Sinclair. Thiếu chút nữa Uruguay đã có thể có được bàn thắng để nâng tỷ số lên 2-0. Tỷ lệ kiểm soát bóng của đội bóng xanh vẫn đang hoàn toàn vượt trội so với Canada. Trong tất cả những trận đấu đã qua của mình thì Canada luôn kiểm soát bóng ít hơn đối thủ. Chắc chắn các cầu thủ Canada vẫn đang dần làm quen với triết lý bóng đá của huấn luyện viên người Mỹ ông Jesse Bat, người mới chỉ dẫn dắt Canada được có gần 2 tháng mà thôi. Đây mới là trận đấu thứ 7 của ông Jesse Bat với cầu thủ Canada. Trước khi dẫn dắt đội tuyển Canada, Tim Tsitsipas cũng là một ứng cử viên cho vị trí thuyền trưởng của đội tuyển Mỹ. Hai quốc gia cùng với Mexico nữa đồng đăng cai vòng chung kết World Cup 2026. Có thể nói đây là một giải đấu thành công và là một cú dượt rất quan trọng của thầy trò huấn luyện viên Tsitsipas cho giải đấu lớn nhất hành tinh sau đây 2 năm. Schaffenberg. Canada cũng là một bất ngờ rất thú vị ở Copa năm nay.
Quả tạt rất dẻo của Svenberg, đánh đâu? Không được. Tình huống chạm bóng của Uluwase, chúng ta có thể thấy được sự nguy hiểm của Svenberg. Chính anh là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất của đội tuyển Canada ở giải đấu lần này. Như vậy bóng đã chạm vào người của Casares trước khi đến đường biên ngang. Sẽ có một quả phạt góc cho Canada. Ở Copa năm nay thì Seferberg cũng đã có được một bàn thắng trong trận hòa một đều trước Venezuela ở vòng tứ kết. Sau đó thì Canada đã vượt qua đối thủ trên loạt đấu súng penalty. Dứt điểm, rất nguy hiểm. Lưới của Uruguay đã rung lên. Người chạm bóng là Ismael Kone. Nhưng chúng ta cần phải xem lại, xem số 8 của Canada có rơi vào tư thế việt vị hay không. Rõ ràng huấn luyện viên Bielsa không thể hài lòng với các cầu thủ phòng ngự của mình ở trong tình huống vừa rồi. Họ đã để cho Ismael Kone rất nhiều khoảng trống ở trong khu vực 16m50. Và chạm bóng của cầu thủ này cũng rất là cảm giác. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Ở góc máy này thì có vẻ như Kone chưa rơi vào tư thế việt vị. Một pha dứt điểm với kỹ năng của một vận động viên đá cầu mây rất này. Tỷ số được cân bằng 1-1. Và có lẽ bàn thắng sẽ được công nhận cho Canada khi mà Kone không hề việt vị. Không tấn công nhiều nhưng Canada vẫn biết cách làm khó cho hàng thủ của Uruguay. Trong tình huống vừa rồi thì lỗi vị trí thuộc về hậu vệ cánh trái Matias Vina. Và đây cũng mới là pha lập công thứ 3 của Canada tại Copa năm nay. Ismael Kone cũng trở thành cầu thủ thứ 3 của Canada lập công tại giải đấu lần này, sau Jonathan David và Schaffenberg. Trận đấu đang diễn ra vô cùng hấp dẫn. Một nửa thời gian của hiệp 1 mới trôi qua và đã có được 2 bàn thắng được ghi trên sân vận động Bank of America. Đúng với tính chất của một trận tranh A3 khi cả đội không phải toàn tính quá nhiều. Cơ hội tấn công cho Uruguay rất trống trải. Dứt điểm. Tỷ số là 2-1. Đó là cú đá của Palacci. Ngay sau khi để cho đối thủ gỡ hòa một đều thì cầu thủ Uruguay đã lập lại thế dẫn bàn. Palacci có vẻ như không vui vẻ cho lắm. Không biết anh đã việt vị hay chưa. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Nếu việt vị thì cầu thủ chuyền bóng là người việt vị mà thôi. Còn Palacci không hề rơi vào thế việt vị. Có lẽ VAR sẽ phải can thiệp ở tình huống bóng này. Trận đấu đang diễn ra rất sôi nổi. Quyết định cuối cùng của trọng tài người Venezuela vẫn chưa được đưa ra. Ông đang cần phải nhờ đến sự hỗ trợ của các trợ lý phòng VAR để kiểm tra lại tình huống vừa rồi. Palacci thì chưa việt vị nhưng cuối cùng đã có lỗi việt vị. Bàn thắng không được công nhận. Có lẽ người thực hiện đường truyền cho Palacci đã việt vị trước khi nhận bóng. Như vậy là tỷ số của trận đấu vẫn đang là 1-1. Rất đáng tiếc cho các thủ Uruguay. Một pha phản công tốc độ và chính xác của các thủ áo xanh nhưng bàn thắng đã không được công nhận.
là cầu thủ Canada. Không được. Pellistri đã không thể có được pha lập công thứ hai tại Copa năm nay. Vừa rồi trọng tài đã dành cho Matias Vina một tấm thẻ vàng vì tình huống phạm lỗi trước đó. Sau tình huống dẫm bóng của Matias Vina thì trọng tài Herrera đã cho cầu thủ Canada được hưởng phép lợi thế. Tấm thẻ vàng thứ hai trong trận đấu này. Các cầu thủ Canada sẽ thực hiện lại quả ném biên. Trận đấu đang diễn ra thực sự hấp dẫn. Với dàn cầu thủ trẻ trung trong tay, Canada đang cho thấy họ không hề e ngại Uruguay. Cho dù đối thủ của họ trong trận đấu này là một đội hình gồm rất nhiều ngôi sao và được đánh giá cao hơn rất nhiều. Pellistri trước đó đã có được một bàn thắng ở Copa năm nay. Đó là trận thắng 5-0 của Uruguay trước Bolivia tại vòng bảng. Nandes vẫn chưa thực hiện quả ném biên của mình. Rất mất thời gian trong tình huống ném biên. Khi mà Alonso Davy ngồi trên băng ghế dự bị, chiếc băng đội trưởng của Canada được giao lại cho Larea, cầu thủ đang khoác áo câu lạc bộ Toronto. Vừa rồi là nỗ lực cứu bóng của Pellistri. Mặc dù không phải đối mặt với nhiều những tình huống sóng gió từ các chân sút của Canada, nhưng thủ môn Roque cũng đã phải một lần vào lưới nhà bóng. Bumito, Osorio, được chuyền sai của Osorio, vội phản công cho Uruguay. Tướng thủ môn Sinclair đã băng ra ngoài vòng cấm kịp thời. Bumito, Nandes luôn chơi rất quyết liệt vào máu lửa. Pha tranh cướp tốt của cầu thủ Canada. Cune. Cune. Từ hướng mà Cune đã hơi ham bóng. Pha phản công không thành công của các thủ Uruguay. Ông Jesse Mat đang để lại những dấu ấn tương đối lớn với đội tuyển Canada. Và chắc chắn người Mỹ đang cảm thấy nuối tiếc khi mà ông Jesse Mat đã không chọn đội tuyển Mỹ mà chọn đội tuyển Canada để cầm quân. Mới đây thì đội tuyển Mỹ đã chính thức sa thải huấn luyện viên Berhalter sau khi mà họ đã không thể vượt qua được vòng bảng của Copa America năm nay. Mặc dù trong tay ông Berhalter có một đội hình được đánh giá là tương đối chất lượng, nhưng đội chủ nhà Mỹ đã bị loại từ vòng bảng. Đó là một đòn giáng rất mạnh vào các cầu thủ cũng như ngưỡng mộ của đội tuyển Mỹ. Pha đi bóng rất tốc độ của Uruguay.
không có lỗi của các cầu thủ Canada. Vừa rồi là tình huống đi bóng của Matias Vina, chắc chắn không thể là một quả penalty, không hề có lỗi của Forgerolles. Vẫn là cao thủ Uruguay. Đường chuyền của Betancourt không được. Thủ thành Denis Clair đã có một pha ra vào hợp lý. Kone. Đường chuyền của Eliabet dứt điểm không được. Tình huống dứt điểm không chính xác của Uruguay. Chúng ta cùng xem lại tình huống mà bàn thắng của cầu thủ Uruguay không được công nhận. Người rơi vào tư thế việt vị là Darwin Núñez. Nhưng đó là một tình huống mà có vẻ như là tiền đạo của Liverpool không tham gia vào tình huống bóng. Tại Copa America 2024 thì công tác trọng tài cũng vẫn là một dấu hỏi. Đã có khá nhiều những tình huống xử lý không chính xác của các trọng tài ở các trận đấu đã qua của Copa America 2024. Vấn đề trọng tài nổi cộm nhất đó là trận đấu giữa Uruguay và Brazil ở vòng tứ kết. Sau trận đấu thì rất nhiều người hâm mộ cũng như đội tuyển Brazil và cả ban trọng tài cũng đã cho rằng các trọng tài làm nhiệm vụ trong trận đấu giữa Uruguay và Brazil đã mắc rất nhiều những sai lầm. Và đó là một trong những nguyên nhân khiến cho cầu thủ Brazil đã không thể có được chiến thắng trước Uruguay. Đây là trận đấu thứ 31 của giải. Sau 30 trận đấu đã có 65 bàn thắng được ghi, trung bình 2,17 bàn một trận. Một con số được coi là tốt của giải. Điều đó cho thấy sự hấp dẫn của các trận đấu tại Copa America năm nay. Rất ít các trận đấu kết thúc với tỷ số hòa không đều. Và vấp bóng của cầu thủ bên phía Uruguay, cơ hội tấn công cho Canada, Kone. Rất nhiều lần Kone xử lý hơi rườm rà và lạm dụng kỹ thuật cá nhân. Cầu thủ Canada cần phải chuyển đổi trạng thái tấn công nhanh hơn bằng những điều chuyền một chạm thay vì cầm bóng rườm rà, mất đi cơ hội để có thể phản công. Sau khi để cho đối thủ gỡ hòa thì cầu thủ Uruguay cũng không còn áp đặt được lối chơi. Điều đó cho thấy Canada bắt nhịp với trận đấu là tốt như thế nào. Mặc dù trong thành phần của Canada có khá nhiều những gương mặt trẻ, trong đó có Fuguerolles, cầu thủ năm nay mới 18 tuổi. Nandes. Tình huống không hiểu ý của cầu thủ Canada. Phản công cho Uruguay. Betancourt. Núñez. Núñez đã bị phạm lỗi. Pha phạm lỗi
ngay trước vạch 16m50. Tình huống phạm lỗi của đội trưởng Larrier. Đây sẽ là cơ hội rất tốt để Uruguay có thể tái lập khoảng cách dẫn bàn. Một thử thách cho thủ thành Daniel Clair. Góc sút là rất rộng. David Nunez nhiều khả năng cũng sẽ là người thực hiện quả đá phạt này cho đội tuyển Uruguay. Anh đang rất tập trung cho tình huống đá phạt của mình. Ở Copa America 2024 thì David Nunez cũng đã có được cho mình 2 bàn thắng. Các bàn thắng ở trận thắng 5-0 trước Bolivia và 3-1 trước Panama. David Nunez hơi mạnh, bóng đã đi quá cao. Chúng ta có thể thấy được sự tập trung của David Nunez trong tình huống đá phạt của mình. Anh cũng chính là người mang về quả đá phạt cho đội tuyển Uruguay và cũng chính anh là người thực hiện. Phút thứ 37 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là 1-1. Vào lúc 7 giờ sáng mai, trận đấu cuối cùng của giải đó là trận chung kết giữa nhà đương kim vô địch Argentina và Colombia sẽ diễn ra. Đó là trận đấu được tổ chức trên sân nhà của câu lạc bộ Inter Miami, đội bóng của Lionel Messi, mà người ta hy vọng Messi sẽ tiếp tục đăng quang tại Copa America. Colombia năm nay đã chứng tỏ được đẳng cấp của mình. Họ vừa trải qua chuỗi 28 trận bất bại liên tiếp lịch sử của Colombia. Trong trận đấu với Uruguay, mặc dù chơi thiếu người trong cả hiệp 2, nhưng họ đã kiên cường để bảo toàn được tỷ số mong manh 1-0 để rồi có được tấm vé vào chơi tại trận chung kết. Johnson. Xavier Buck phối hợp rất tự tin. Xavier Buck có thể dứt điểm. Cầu thủ đã pha bóng ở trong tình huống vừa rồi là Caceres. Một pha phối hợp tấn công hay của cầu thủ bên phía Canada. Caceres đã can thiệp kịp thời. Caceres đang thi đấu tại Mexico cho câu lạc bộ America. Quả phạt góc thứ hai của Canada trong trận đấu này. Johnny Ray sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc cho cầu thủ Canada. Vừa rồi là tình huống đánh đầu của trung vệ Bombito. Tiếp tục là một quả phạt góc nữa cho đội bóng áo đỏ. Trong tình huống vừa rồi thì thủ thành Sergio Roches đã chọn giải pháp an toàn. Schaffelberg sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc này cho các cầu thủ Canada. Đã có tư thế việt vị. Tình huống đánh đầu của Ismaël Koné.
chắc chắn là một tình huống việt vị của Ismael Kone. Nathan Andes, Caceres. Ngày hôm nay thì cặp trung vệ của đội tuyển Uruguay là Jose Jimenez và Caceres. Ở vòng chung kết World Cup 2026 thì đội tuyển Canada đặt mục tiêu là sẽ vượt qua vòng bảng. Và với những gì đã thể hiện tại Copa America năm nay, và nếu như vẫn giữ được bộ khung này trong đội hình, thì thầy trò huấn luyện viên Tsitsipas hoàn toàn có thể làm được điều đó. Cơ hội cho Canada, đánh đầu, rất đáng tiếc. Một cơ hội rất tốt đã bị cao thủ Canada không tận dụng thành công. Đó là cú đánh đầu của Oluwase trong một tư thế rất trống trải, nhưng số 25 của Canada đã có một tình huống chạm bóng rất thiếu cảm giác và đưa trái bóng rất thiếu chính xác. Nếu như có Jonathan David ở trong tình huống vừa rồi thì có lẽ cơ hội của Canada sẽ trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Kone, Ismael Kone, không được. Đường truyền đã bị bắt bài của Ismael Kone. Phản công cho cao thủ Uruguay, Darwin Núñez. Núñez đã không thể vượt qua được Fogueroles. Hàng thủ của Uruguay đang chơi mất tập trung. Ở trong tình huống vừa rồi thì họ đã để cho Oluwase có rất nhiều khoảng trống trong khu vực 16m50. Chúng ta cùng xem lại pha can thiệp của trung vệ trẻ Fogueroles, năm nay mới 18 tuổi. Sau khi không thể vượt qua được Fogueroles thì Darwin Núñez đã phạm lỗi với Johnston. Chỉ cần có một chút cảm giác nữa thôi thì Oluwase đã có được bàn thắng để đưa Canada vươn lên dẫn trước. Vẫn đang là một lối chơi với những tín hiệu rất tích cực từ phía Canada. Rosso, cơ hội vẫn còn, không vào. Nares đã phá bóng ngay trên vạch vôi. Sau đó anh đã va chạm với cột dọc và cầu thủ của Uruguay có vẻ như đang bị đau. Sự nuối tiếc của huấn luyện Jesse Mutt. Thêm một pha phối hợp tấn công rất hay của các cầu thủ Canada. Pha phối hợp trung lộ đã xé toang được hàng thủ của Uruguay. Sự nhanh nhẹn của Nandes đã cứu thua cho Uruguay ở trong tình huống vừa rồi. Cánh đã phá bóng ngay trên vạch vôi. Johnson, những pha phối hợp bật nhả rất ăn ý của các cầu thủ Canada tấn công thẳng vào trung lộ của hàng phòng ngự của tuyển Uruguay. Đây là điều ít khi thấy đối với các đội bóng bị đánh giá yếu hơn khi và phải thi đấu với đội bóng được đánh giá cao hơn. Hai cơ hội liên tiếp đã đến với các cầu thủ Canada, nhưng đáng tiếc là họ vẫn chưa thể có được bàn thắng thứ hai. Màn thể hiện rất bất ngờ của các cầu thủ Canada trong trận đấu này. Rõ ràng đây là một trận đấu vô cùng bổ ích với các học trò của viên Jesse Mutt. Họ đã bỏ lỡ hai cơ hội 10-10. Và chắc chắn sau trận đấu này thì cao thủ trẻ hoặc những cầu thủ thường xuyên phải ngồi trên băng ghế dự bị sẽ trưởng thành hơn để họ hướng đến thành công tại World Cup 2026. Trong một trận đấu, tại một giải đấu lớn thì những pha bóng bỏ lỡ như vừa rồi là vô cùng đáng trách. Nhưng có lẽ cao thủ cần phải có những va đập như vậy, họ mới có thể trưởng thành hơn. Những bàn thắng tưởng như đã đến rất gần với Canada, nhưng họ vẫn không thể đưa được bóng vào lưới. Vẫn là các tình huống tấn công trung lộ. Bây giờ thì bóng được chuyển sang bên cánh phải.
Hiệp 1 của trận đấu sẽ có 2 phút bù giờ. Hiệp 1 là một trận đấu hay và chất lượng. Canada mặc dù bị thủng lưới trước nhưng họ đã cho thấy được họ không hề e ngại Uruguay. Không có ai cả. Pellistri, Ismet Kone, vẫn là cầu thủ Uruguay rất tự tin phối hợp trong phạm vi hẹp. Lỗi của Pellistri. Huấn luyện viên Marcelo Bielsa đang tỏ ra rất sốt ruột. Có lẽ lúc này Uruguay chứ không phải là Canada đang chờ tiếng còi mãn cuộc hiệp 1 của trọng tài Alexis Herrera. Nhưng trước khi đó thì họ sẽ phải đối mặt với một tình huống cố định. Như thường lệ thì Safarberg và Chenire, hai chuyên gia đá phạt của Canada, đang là những người đứng trước bóng. Tình huống lập bập, nhưng tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Thủ thành Sergio Rochet đã bị phạm lỗi. Đã có tình huống việt vị của Johnston. Số 2 của Canada đã đứng dưới hàng phòng ngự của Uruguay. Như vậy tiếng còi kết thúc hiệp 1 của trọng tài Alexis Herrera đã vang lên. Hai đội sẽ ra sân tạm nghỉ với tỷ số hòa 1-1. Hai sự theo người hy vọng mang lại những nét tươi mới cho đội tuyển Uruguay ở trong hiệp đấu thứ hai này. Trong hiệp 2 của trận đấu, Uruguay bảo vệ cầu môn ở phía bên tay phải mà nhỏ của quý vị ạ. Tình huống phạm lỗi của cầu thủ Canada. Luis Suarez đã được đưa vào sân ở ngay đầu hiệp 2. Suarez đã có tổng cộng 68 bàn thắng trong 141 lần ra sân. Anh đang là cây làm bàn số 1 của Uruguay trong lịch sử. Xếp thứ hai là Edinson Cavani, người có 58 pha lập công. Một tháng trước vòng chung kết của Copa America năm nay, Edinson Cavani đã tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia. Sau khi vào sân thì Luis Suarez đã đeo tấm băng đội trưởng. Ở tuổi 37 thì rõ ràng Luis Suarez không còn giữ được phong độ đỉnh cao. Anh đang thi đấu ở Mỹ cho câu lạc bộ Inter Miami, đồng đội của Messi. Hiện tại giải nhà nghề Mỹ của Mỹ là MLS cũng đang diễn ra rất sôi nổi. Đội bóng của Luis Suarez là Inter Miami đang tạm thời xếp ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 47 điểm sau 23 vòng đấu. Họ kém một điểm với đội đầu bảng Cincinnati. Có hai đội bóng của Canada thi đấu tại giải nhà nghề Mỹ, đó là FC Toronto và Vancouver. Trong thành phần của câu lạc bộ Toronto cũng có hai cầu thủ khoác áo đội tuyển Canada, và cả hai đều đang thi đấu ở trong trận đấu này, đó là Osorio và Landry. Cơ hội cho Canada. Tiếp tục là sóng gió mà Safarberg tạo ra về phía khung thành của đội tuyển Uruguay. Chưa có được bàn thắng trong trận đấu này nhưng rõ ràng màn thể hiện của Safarberg là rất tốt.
anh sẽ là niềm hy vọng của bóng đá Canada tại vòng chung kết World Cup 2026 sắp tới. Hai năm nữa thì Schaffenberg cũng mới chỉ 26 tuổi. Hiện tại thì anh cũng đang chơi bóng tại MLS trong màu áo của câu lạc bộ Nashville. Rõ ràng cả ông Bielsa cũng như ông Jesse March đều có những điều không thực sự hài lòng với màn trình diễn của các trò ở trận đấu này. Uruguay có bàn thắng từ rất sớm, ngay phút thứ 5 do công của Bentancur. Tưởng như đại diện hùng mạnh của Nam Mỹ sẽ có được một thế trận áp đảo và một chiến thắng ấn tượng. Chúng ta vừa xem lại tình huống va chạm giữa cầu thủ Hà Nội khiến cho máu đã chảy trên khuôn mặt của Jimenez. Một tình huống chơi rất tiêu xảo. Có lẽ Vieira sẽ vào cuộc ở pha bóng này. Tình huống quýt của trò đã khiến cho máu chảy trên mặt của Jimenez. Như vậy là không có vấn đề gì với cầu thủ của Canada. Suarez. Ở trong hiệp 1 thì cũng có một lần nữa các cầu thủ Uruguay đưa được bóng vào lưới của Canada, nhưng bàn thắng đã không được công nhận vì lỗi việt vị. Đó cũng là một tình huống xử lý khá khó hiểu của tổ VAR cũng như trọng tài chính người Venezuela. Đó là tình huống mà trọng tài xác nhận Darwin Núñez đã ở vào tư thế việt vị. Tuy nhiên số 19 của Uruguay theo chúng tôi đã không vật tham gia vào pha bóng đó. Vẫn là cầu thủ Canada. Đường chuyền hơi mạnh của Ali Ahmed. Casares. Chắc chắn Uruguay rất muốn giành chiến thắng để vớt vát danh dự khi họ đã không thể có mặt ở trận chung kết. Nhưng đội bóng của huấn luyện viên Marcelo Bielsa đang gặp quá nhiều khó khăn trước một Canada chơi rất kiên cường, kỷ luật. Ở trong hiệp 1 thì Canada mặc dù kiểm soát bóng ít hơn, nhưng số cơ hội mà họ tạo ra lại nhiều hơn so với Uruguay. Họ đã có tổng cộng 7 pha dứt điểm về phía khung thành đối phương, 3 trong số đó đi trúng đích. Ở cuối hiệp 1 thì Canada cũng đã có liên tiếp 2 cơ hội để có thể ghi bàn, nhưng đáng tiếc là các chân sút của họ đã không tận dụng được thành công. Rõ ràng huấn luyện viên Bielsa đang có rất nhiều việc phải làm và rất nhiều lo lắng ở trong trận đấu này. Ông đã có 2 sự thay đổi người ở vị trí tiền đạo và vị trí trung tâm của hàng tiền vệ. Những con số thống kê của Canada ở trong hiệp đấu đầu tiên đều nổi trội hơn so với Uruguay. Họ có 3 cú dứt điểm trúng đích, kiểm soát bóng lên đến 59% và được hưởng 5 quả đá phạt góc. Trong khi đó, Uruguay chỉ có được 1 quả đá phạt góc. Mỗi đội đều đã nhận 1 thẻ vàng ở trong hiệp đấu đầu tiên. Và tỷ số trên sân đang là 1-1. Cơ hội tấn công cho các thủ Canada. Rất khó để Ahmed tìm đồng đội. Không có pha phạm lỗi. Như vậy là trọng tài đã thổi phạt tình huống phạm lỗi của Araujo. Pha va chạm của hai cầu thủ cùng mang áo số 20. Araujo của Uruguay và Ali Ahmed của Canada. Ahmed đang thi đấu cho Vancouver. Đội bóng đang chơi tại giải nhà người Mỹ. Bây giờ sẽ là một cơ hội tiềm năng để có thể mang lại bàn thắng cho cầu thủ Canada từ cú đá phạt này.
đứng chơi bóng đang là Chone, cầu thủ đang khoác áo câu lạc bộ Montreal. Cú sút quá mạnh, đó là cú đá của Bobito, không phải Chone thực hiện quả đá phạt. Mặc dù không được đánh giá cao tại giải đấu năm nay, nhưng Canada đã tạo ra những bất ngờ và việc họ đang cầm chân Uruguay ở trận đấu này bằng một lối chơi rất hợp lý. Thực sự Canada cũng đã cho thấy được sức mạnh của mình. Họ không phải vô cớ mà lọt vào được đến vòng bán kết. Thêm một tình huống va chạm rất quyết liệt của cầu thủ Hà Nội. Ngày hôm nay thì huấn luyện viên Bielsa cũng không thể có được lực lượng mạnh nhất khi mà trung vệ Ronald Araujo đã không thể góp mặt vì chấn thương. Trong khi đó thì hai cầu thủ quan trọng khác là Guillermo Varela và Nicolas De La Cruz cũng bị treo giò vì nhận đủ số thẻ vàng. Nhưng rõ ràng với những con người hiện tại thì Uruguay vẫn được đánh giá cao hơn so với Canada. Vấn đề là các cầu thủ của huấn luyện viên Jesse Marsh đã có màn thể hiện rất tốt ở trong trận đấu này, ít nhất là ở những phút đã qua. Ismael Kone, cơ hội không được, không thể có một pha dứt điểm từ vị trí của Oluwase. Nhóm này thì Oluwase, cầu thủ thi đấu thay cho vị trí của Jonathan David, đã có khá nhiều cơ hội được trao nhưng chưa một lần thành công. Tình huống lăn xả của trung vệ trẻ Fogueroles ở trong hiệp 1 thì Fogueroles đã phải nhận một tấm thẻ vàng. Người vừa phạm lỗi là Arrascaeta, cầu thủ được tung vào sân để thay thế cho Manuel Ugarte. Mặc dù có chiều cao tốt, thậm chí là tốt nhất giải, nhưng bóng bổng không phải là vũ khí sở trường của đội tuyển Canada ở trong trận đấu này. Họ thường xuyên có những tình huống tấn công thẳng vào trung lộ, vào giữa hàng phòng ngự của Uruguay. Rõ ràng lối chơi của Canada đang tốt lên từng ngày dưới thời huấn luyện viên Jesse Marsh. Ông đang có trong tay một lứa cầu thủ tương đối đồng đều và chất lượng, đặc biệt là sự đoàn kết và kỷ luật từ phía cầu thủ Canada để họ hướng đến vòng chung kết World Cup 2026 trên sân nhà. Uruguay, ứng viên sáng giá cho chức vô địch, đang gặp quá nhiều khó khăn trước Canada ở trong trận tranh hạng 3 này. Tại vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ, Uruguay đã đánh bại cả Brazil lẫn Argentina cùng với tỷ số 2-0 đầy ấn tượng. Họ chỉ có một trận thua duy nhất, đó là trận thua đầy bất ngờ trước Ecuador. Hiện tại tại vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ, Uruguay đang xếp ở vị trí thứ hai. Họ đang kém đội đầu bảng Argentina có 2 điểm. Uruguay đang có được 13 điểm sau 6 lượt trận. Họ có 4 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Argentina có 5 chiến thắng, 0 trận hòa và 1 trận thua. Đó là trận thua trước chính Uruguay tại vòng loại World Cup. Rất quyết liệt, trọng tài đã thổ phạt Chone.
đội bóng của Chuyên Đề đang thi đấu tại Canada. Giải vô địch quốc gia của Canada chỉ có 8 đội tham dự mà thôi. Những đội bóng hàng đầu của Canada đều thi đấu tại MLS. Hai quốc gia giáp biên rất gần gũi với nhau. Cuné và các bóng chính xác. Nandes đã can thiệp kịp thời. Trong hiệp một, Nandes cũng đã một lần cứu thua cho đội nhà khi pha bóng ngay trên vạch bồi. Suarez đã không còn đủ tốc độ để có thể giành được chiến thắng ở trong pha tranh chấp vừa rồi. Pha tranh chấp giữa một cầu thủ 37 tuổi và một cầu thủ mới 18 tuổi. Jorge Torres năm còn rất trẻ và chắc chắn sẽ là tương lai của đội tuyển Canada tại vòng chung kết World Cup 2026. Số tuổi của Luis Suarez nhiều hơn gấp hơn cả gấp đôi so với Jorge Torres. Canada vẫn đang cho thấy được lối chơi rất khó chịu của mình. 1/3 thời gian của hiệp 2 đã trôi qua và tỷ số vẫn đang là 1-1. Các học trò của huấn luyện viên Marcelo Bielsa đang gặp rất nhiều khó khăn. Sẽ là hai sự thay đổi người nữa được huấn luyện viên Bielsa đưa ra. Cơ hội không được. Một lần nữa thì cơ hội được trao cho Oluwase, nhưng số 25 của Canada vẫn chưa thể thành công. Phản công cho cao thủ Uruguay. Đường chuyền dành cho Max Araujo. Suarez vẫn còn rất khéo. Tình huống chạm bóng vẫn còn rất cảm giác của Luis Suarez. Những sự thay đổi người ở hàng công, một trong hai cầu thủ được tung vào sân là Brian Rodriguez. Những sự thay đổi người nhằm làm mới hàng công của huấn luyện viên Bielsa. Pellistri được cho ra nghỉ và bên cạnh đó là Max Araujo. Như vậy cả ba cầu thủ trên hàng công của Uruguay trong đội xuất phát đều đã được cho ra nghỉ, đó là Pellistri, David Nunes và Araujo. Alphonso Davies, cầu thủ nổi tiếng nhất của đội tuyển Canada đã được tung vào sân để thay thế cho Johnstone. Bây giờ là lúc mà huấn luyện viên Jesse Bat có thể tung ra đòn quyết định trước Uruguay. Về mặt thế trận thì Canada không hề lép vế trước đối thủ Nam Mỹ. Và đội bóng của khu vực CONCACAF hoàn toàn có thể nghĩ đến chiến thắng ở trận đấu này. Còn át chủ bài của Canada, Alphonso Davies đã được tung vào sân. Chúng ta vừa xem lại pha dứt điểm của Oluwase. Cú đá nhẹ và đã không thể thắng được thủ môn Roque. Chúng ta đã rút ra một chiếc thẻ vàng. Thẻ vàng dành cho Oluwase. Tiểu Mạnh đã kê chân sau cú đá của Caceres, tương đối nguy hiểm và thẻ vàng là hoàn toàn xứng đáng. Canada đã có hai cầu thủ phải nhận thẻ vàng. Trước đó là Jorge Rolis ở trong hiệp 1. Cú đê
rất khỏe. Đã có lỗi của Bentancur. Đây là chiếc thẻ vàng thứ 3 của trận đấu mà trọng tài phải sử dụng. Hai thuộc về cầu thủ Canada và một thuộc về Uruguay. Người phải nhận thẻ vàng bên phía Uruguay đó là Matheus Vina. Vào đêm nay tại Euro 2024 cũng sẽ diễn ra trận chung kết rất được chờ đợi giữa Tây Ban Nha và Anh. Trận đấu diễn ra vào lúc 2 giờ sáng. Sau đó không lâu sẽ là trận chung kết của Copa America giữa Argentina và Colombia, diễn ra vào lúc 7 giờ sáng mai và cũng được chúng tôi thông tin trực tiếp trên kênh VTC3 và VTC1, kênh YouTube Nextport. Để có được bản quyền của Copa America, VTC rất hân hạnh được đồng hành cùng với Nextport, đơn vị nắm bản quyền giải đấu. Nextport đã rất nỗ lực để mang lại Copa America cho người mộ Việt Nam. Giải đấu được coi là hấp dẫn nhất bên cạnh Euro 2024. Copa America là giải đấu lâu đời nhất thế giới. Những tình huống phòng thủ lăn xả của cầu thủ Canada ở ngay bên phần sân của đối phương. Một lối chơi thực sự rất khó chịu của đội bóng áo đỏ. Chắc chắn Uruguay cảm thấy bất ngờ trước những gì mà Canada đã thể hiện ở trận đấu này. Những tính toán của Marcelo Bielsa trước trận đấu đã có lẽ không diễn ra đúng với những gì mà ông dự tính khi mà Canada đã chơi rất hay. Vina, Oliveira, tình huống bắn ra kịp thời của thủ môn Clare. Uruguay đã thay tới 4 cầu thủ. Huấn luyện viên Bielsa đã hoàn toàn làm mới hàng công khi mà Brian Rodriguez, Luis Suarez và Oliveira được tung vào sân để thay thế cho Pellistri, Darwin Núñez và Max Araujo. Canada đang cho thấy việc họ lọt vào tới bán kết hoàn toàn không phải là do may mắn. Matheus Vina đã được cho ra nghỉ, sự thay đổi người thứ 5 bên phía đội tuyển Uruguay. Bây giờ đội tuyển Canada cũng sẽ có hai sự thay đổi người. Chúng ta đã nhìn thấy Jonathan David. David và Cornelius là những người vào sân tiếp theo bên phía Canada. Vogel Roles và Aluwase là những người rời sân. Đó đều là những cầu thủ đã phải nhận thẻ vàng. Với việc tung vào sân Alfonso Davies và Jonathan David thì chắc chắn huấn luyện viên Jesse Marsh sẽ dành cho Uruguay những sự bất ngờ. Jonathan David là một trụ cột của đội tuyển Canada. Anh cũng đang là trụ cột của câu lạc bộ Lille chơi bóng ở Ligue 1. Chắc chắn cả hai đều muốn giải quyết trận đấu trong vòng 90 phút. Larea đường truyền quá sâu. Mặc dù đã thay đến 5 cầu thủ nhưng lối chơi của Uruguay vẫn đang tương đối bế tắc. Chiếc một Canada chơi bóng rất kỷ luật. Với các đội bóng ngoài khu vực Nam Mỹ thì tính kỷ luật luôn được đặt lên hàng đầu, đặc biệt là Mỹ và Canada.
họ có thể không có được nhiều những pha xử lý bóng hoa mỹ, nhưng tính hiệu quả và sự chắc chắn luôn được đặt lên rất cao. Và đây là một ví dụ, Canada đang chơi bóng rất chặt chẽ và khoa học. Họ khiến cho các nghệ sĩ sân cỏ của Uruguay đang gặp quá nhiều khó khăn. Suarez, cơ hội đúng mặt, vẫn còn. Tình huống cản phá bóng rất tốt của cầu thủ bên phía Canada. Một cơ hội tương đối ngon ăn được Uruguay tạo ra về phía cầu môn của đối phương sau nỗ lực của Luis Suarez. Nhưng Uruguay vẫn chưa thể có được bàn thắng thứ hai. Cone, bóng đã đi hết đường biên dọc. Chúng ta cùng xem lại tình huống cực kỳ nguy hiểm. Đó là tình huống phối hợp giữa hai cầu thủ mới được tung vào sân. Dứt điểm. Vẫn chưa thể có bàn thắng thứ hai dành cho đội tuyển Uruguay. Vừa rồi là pha dứt điểm của Brian Rodriguez. Cú đá rất căng nhưng đã không thể thắng được thủ môn Clare. Suarez. Cú đá hơi khó hiểu của Luis Suarez. Nó là một tình huống nửa dứt điểm nửa chuyền của số 9 bên phía đội tuyển Uruguay. Tình huống xử lý của Alphonso Davies. Vẫn là Davies. Có khoảng trống. Dứt điểm. Rất nguy hiểm. Bóng đi sát cột dọc khung thành của Uruguay. Cho dù không có được bàn thắng ở trong tình huống bóng vừa rồi, nhưng chúng ta có thể thấy được tính hiệu quả và sự hợp lý trong các tình huống lên bóng của đội tuyển Canada. Cú sút rất căng bằng chân trái. Sẽ có phạt góc cho Canada. Bóng chạm vào chân của một cầu thủ phòng ngự bên phía đội tuyển Uruguay trước khi đi hết đường biên ngang. Canada đang cho chúng ta thấy rất nhiều những bất ngờ ở trong lối chơi cũng như là sự tự tin của họ. Safarov. Một trận đấu mà các cầu thủ Uruguay mướt mồ hôi. Họ vẫn đang gặp những khó khăn rất lớn trước đội bóng chơi kỷ luật và kiên cường của Jesse Mat. Sau mỗi trận đấu thì những màn trình diễn của các thủ Canada là tốt hơn rất nhiều. Cả hai trận thua của Canada tại giải đấu năm nay đó đều là thất bại 0-2 trước đội bóng số 1 thế giới Argentina mà thôi. Những đội bóng còn lại đều chưa thể đánh bại được Canada. Canada hiện đang xếp ở vị trí thứ 38 trên bảng xếp hạng của FIFA. Còn Uruguay đang xếp thứ 14. Một sự chênh lệch rất lớn trên bảng xếp hạng. Nhưng thế trận trên sân lại có đôi chút nghiêng về Canada. Pha xử lý hay của Bobito. Oliveira đã có tình huống phạm lỗi với Cone. Với một thể hình rất lý tưởng và nền tảng lực sung mãn,
cầu thủ Canada có một lối chơi đầy sức mạnh, họ không ngại va chạm trong những tình huống tranh chấp tay đôi. Mặc dù có chiều cao lý tưởng nhưng không chiến lại không phải là điểm mạnh của cầu thủ Canada. Đội bóng chơi không chiến hay nhất tại giải đấu năm nay đó chính là Colombia. Những đường chuyền như đặt của James Rodriguez đã mang đến những bàn thắng từ những cú đánh đầu của cầu thủ Colombia tại giải đấu năm nay. Và trận chung kết hứa hẹn sẽ là một cuộc đối đầu đầy thú vị giữa Colombia và Argentina. Hai trường phái bóng đá khá khác nhau. Colombia chơi thiên về sức mạnh, còn Argentina chơi thiên về kỹ thuật. Có thể nhiều người cho rằng chung kết của Copa America năm nay không phải là một trận chung kết trong mơ khi mà Argentina đối đầu với Uruguay hay là Brazil. Nhưng rõ ràng ở giải đấu năm nay và tính cho tới thời điểm này thì Colombia hoàn toàn xứng đáng để có mặt ở trong trận đấu cuối cùng. Chúng ta vừa được xem lại những cơ hội mà hai đội bóng có được ở những phút vừa qua. Sau khi được tung vào sân thì tấm băng đội trưởng của đội tuyển Canada đã được trả về với Alfonso Davies. Đã có những nhắc nhở của tổ trọng tài đối với huấn luyện viên trưởng Jesse Mas bên phía đội tuyển Canada. Caceres. Những con số thống kê vẫn đang nghiêng về phía đội tuyển Canada. Họ đã tung ra tổng cộng 12 cú dứt điểm, trong đó có 4 cú sút đi trúng đích, so với 7 và 3 bên phía Uruguay. Một bất ngờ rất thú vị ở trận đấu tranh hạng 3. Đây là cơ hội dành cho đội tuyển Uruguay. Đưa bóng vào trong. Đó là tình huống phá bóng của Cornelius. Rõ ràng việc thất bại trước Colombia ở bán kết và không thể góp mặt ở trong trận đấu cuối cùng cũng đã ảnh hưởng ít nhiều tới tâm lý của cầu thủ Uruguay. Một tình huống lộn xộn. Không thể có một pha dứt điểm của cầu thủ Uruguay. Phản công cho Canada không kịp mất rồi. Tốc độ của Jonathan David ở trong tình huống vừa rồi là khá tốt, nhưng vẫn không thể theo kịp được trái bóng. Tiếp tục sẽ là sự thay đổi người nữa bên phía đội tuyển Canada. Hai sự thay đổi người cuối cùng của huấn luyện viên Jesse Mas. Ali Ahmed là một trong hai cầu thủ được cho ra nghỉ. Bên cạnh đó là Jonathan Osorio. Những sự thay đổi người ở tuyến giữa của huấn luyện viên Jesse Mas. Vào sân là Theo Baia và Liam Mea. Thời gian còn lại của trận đấu vẫn đủ để Hà Nội ghi bàn thắng để có thể giải quyết trận đấu ở trong 90 phút thi đấu chính thức. Nếu Hà Nội hòa nhau sau 90 phút thì sẽ bước ngay vào loạt sút luân lưu. Tại Copa America năm nay, ngoại trừ trận chung kết, nếu Hà Nội hòa nhau sẽ đá hiệp phụ. Tất cả những trận đấu còn lại đều đá ngay penalty sau 90 phút nếu Hà Nội hòa nhau. Luis Suarez đã có tổng cộng 7 bàn thắng tại các kỳ Copa America. Bóng đã được phá ra. Có thể dứt điểm. Rất nguy hiểm. Bóng dội sang hàng. Bàn thắng vẫn đang ngoảnh mặt với cầu thủ Uruguay. Đó là cú đá của Valverde. Thêm một tình huống phạt góc cho cầu thủ Uruguay. Uruguay cũng đang cố gắng gia tăng sức ép về phía cầu môn của Canada.
Và bây giờ là lúc mà các ngôi sao của Uruguay cần phải thể hiện được đẳng cấp của mình. Trọng tài đã rút thẻ với Kone. Chiếc thẻ vàng thứ 3 dành cho các cầu thủ Canada ở trận đấu này. Hai cầu thủ phải nhận thẻ vàng trước đó đều đã rời sân. Kone đã chơi rất chắc chắn và cầm nhịp trận đấu tốt ở tuyến giữa của Canada. Aaron Caste sẽ là người thực hiện quả đá phạt, người vào sân để thay thế cho Manuel Ugarte. Quả tạt hơi sâu của Aaron Caste. Rõ ràng huấn luyện viên Marcelo Bielsa không hề muốn trận đấu này phải bước vào loạt penalty để phân định thắng thua. Trước khi bóng lăn thì đội bóng của ông được đánh giá cao hơn rất nhiều. Nhưng những gì đang diễn ra trên sân vận động Bank of America thì lại không cho thấy điều đó. Canada thi đấu chững chạc, kín kẽ kể từ đầu trận đấu. Không khó đối với thủ thành Clay. Nếu như thành công trong việc giành tấm huy chương đồng ở Copa năm nay thì đó cũng là phần thưởng xứng đáng dành cho đoàn quân của huấn luyện viên Tsitsipas với những gì mà họ đã thể hiện. Kone dứt điểm, không vào. Bóng vẫn còn, như vậy là lưới của Uruguay đã rung lên. 2-1 cho Canada, bàn thắng của Jonathan David. Ít phút trước thì chúng tôi đã nói rằng việc huấn luyện viên Tsitsipas tung Alphonso Davies và Jonathan David vào sân là để dành những sự bất ngờ cho đội tuyển Uruguay. Và điều đó đã xảy ra. Jonathan David là người mang về bàn thắng để giúp cho Canada lần đầu tiên trong trận đấu này vươn lên dẫn trước. Khó khăn đang trông chất khó khăn đối với đoàn quân của huấn luyện viên Marcelo Bielsa. Nhưng tỷ số 2-1 tính cho thời điểm này theo chúng tôi là hợp lý. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Xuất phát từ nỗ lực dứt điểm của Kone, thủ thành Sergio Roset đã không thể bắt dính bóng. Cú sút của Kone là rất căng. Tình huống đệm bóng của Jonathan David là vừa đủ để khiến cho thủ thành Sergio Roset phải lần thứ hai vào lưới trong trận đấu này. Đó chính là kinh nghiệm và bản lĩnh của Jonathan David. Bất kể kết quả cuối cùng của trận đấu có ra sao thì đây cũng là một trận đấu hoàn hảo của Canada. Những tính toán tuyệt vời của huấn luyện viên Tsitsipas. Ông đưa những quân bài chủ lực vào sân và tung đòn kết liễu với đối thủ. Nhưng VAR vẫn đang vào cuộc ở pha bóng này để xem rằng David đã việt vị hay chưa. Như vậy bàn thắng đã được công nhận. 2-1 cho Canada. Một lối chơi cực kỳ hợp lý sau những tình huống bị bỏ lỡ đáng tiếc ở trong hiệp 1. Và những sự thay đổi rất tinh tế, những cầu thủ đẳng cấp có khả năng tận dụng cơ hội tốt đã được tung vào sân. Để rồi chính Jonathan David là người đã nâng tỷ số lên 2-1 cho cầu thủ Canada. Một tình huống mà hai cầu thủ đang chơi bóng ở Pháp đã lập công. Xuất phát từ cú sút của Ismaël Kone, cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Marseille, và người kết thúc cuối cùng là Jonathan. Chính Ismaël Kone đã là người mang về bàn thắng quân bình tỷ số 1 đều cho Canada trong hiệp 1. Kone đã có một trận đấu rất hay. Arrascate. Suarez. Không được. Số 9 của Uruguay đã bị phạm lỗi. Thành tích ghi bàn tốt nhất của Luis Suarez tại một kỳ Copa America đó chính là năm 2011, khi anh giúp cho đội bóng đăng quang với 4 pha lập công. Có một sự trùng lập khá ngẫu nhiên là những đội bóng vô địch Copa America những năm gần đây
đều có một cầu thủ giành danh hiệu vua phá lưới với 4 bàn. Hiện tại Argentina đang có Lautaro Martinez ghi được 4 bàn. Ở kỳ Copa trước khi Argentina vô địch thì Messi cũng ghi được 4 bàn. Đó có phải là dấu hiệu để giúp cho Argentina bảo vệ thành công chức vô địch của mình hay không? Tuy nhiên, xét về những trận chung kết thì các đội bóng ghi được nhiều hơn 11 bàn sau vòng bán kết luôn giành chức vô địch. Hiện tại Colombia đã ghi được 11 bàn, trong khi đó Argentina mới chỉ ghi được có 8 bàn mà thôi. Chúng ta vừa xem lại tình huống bỏ lỡ vô cùng đáng tiếc với cú đá dội sang ngang của các thủ bên phía Uruguay. Sau khi sang ngang từ chối bàn thắng của Uruguay, họ sau đó đã phải nhận bàn thua với pha lập công của David. Thời gian của trận đấu vẫn còn khá nhiều để Uruguay có thể tìm kiếm bàn gỡ hòa. Bây giờ thì trận đấu đang nóng lên khi thời gian đang không còn dư giả với cầu thủ Uruguay. Đã có lỗi, tình huống kéo áo và trọng tài đã không ngần ngại để rút ra một chiếc thẻ với Bentancur, cầu thủ đã mở tỷ số của trận đấu. Và phạm lỗi bắt buộc của Bentancur, anh đã để cho David vượt qua và sau đó thì Bentancur đã buộc phải phạm lỗi, chấp nhận phải nhận thẻ vàng. Chúng ta đã thấy được Jonathan David đã làm khổ hàng phòng ngự của Uruguay như thế nào kể từ khi được tung vào sân. Những sự thay đổi người rất chính xác của huấn luyện viên Jesse Marsh. Việc Canada đánh bại Uruguay để giành vị trí thứ 3 tại Copa năm nay là điều có thể nói là bất ngờ, nhưng chỉ bất ngờ trước khi trận đấu này diễn ra mà thôi. Với những gì đang thể hiện ở trên sân thì các học trò của huấn luyện viên Jesse Marsh đã cho thấy họ hoàn toàn xứng đáng với vị trí thứ 3 mà chỉ ít phút nữa thôi họ sẽ có được, nếu như vẫn duy trì được sự tập trung trong lối chơi của mình. Tình huống bị phạm lỗi của Nandes. Uruguay khó có thể đổ lỗi cho một tâm lý không tốt khi họ thất bại trong trận bán kết trước Colombia với gì mà họ đã thể hiện. Một đội hình gồm rất nhiều những cầu thủ ngôi sao hàng đầu đang thi đấu cho nhiều đội bóng lớn tại châu Âu, nhưng màn trình diễn của Uruguay trong trận đấu ngày hôm nay là quá kém thuyết phục. Mặc dù có bàn thắng từ rất sớm, tưởng như nó sẽ mở ra cơ hội để cho Uruguay có được một chiến thắng tưng bừng để vớt vát danh dự, nhưng bây giờ thì Uruguay đang đứng trước cơ hội phải nhận thất bại khi thời gian còn lại của trận đấu chỉ vào khoảng hơn 5 phút nữa thôi. Canada đang có những cầu thủ chất lượng trong đội hình và họ hoàn toàn có thể thực hiện những pha phản công chớp nhoáng. Nếu như Uruguay dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ hòa, một thế trận chặt chẽ cũng như những tình huống tấn công rất nguy hiểm từ trung lộ. Đánh đầu, vẫn là cầu thủ Uruguay. Phản công cho Canada, nhưng tiếng còi đã vang lên. Các cầu thủ Canada đã phản ứng rất dữ dội vì cho rằng họ cần phải được hưởng lợi thế ở trong tình huống vừa rồi. Cả huấn luyện viên Jesse Marsh nữa, ông đang không tin vào quyết định của trọng tài người Venezuela ở trong tình huống bóng vừa rồi. Như vậy là bóng đã chạm vào người của trọng tài Herrera. Vâng, có lý do để trọng tài cắt còi. Đây là một quyết định chính xác. Vẫn là các cầu thủ Canada. Jonathan David, lúc thì ở trung lộ,
lúc thì giạt ra cánh. Jonathan David vừa vào sân và thể lực còn rất dồi dào. Số 10 bên phía Canada đang làm khổ hàng phòng ngự của Uruguay. Phút thứ 88 rồi. Thời gian đang không ủng hộ các cầu thủ Uruguay. Rõ ràng Canada đang đầu tư rất chỉn chu cho World Cup 2026. Giải đấu mà họ đồng chủ nhà cùng với Mỹ và Mexico. Trong khi Mỹ và Mexico đã bị loại từ vòng bảng ở giải đấu này, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến niềm tin của người hâm mộ, thì Canada đang có một giải đấu cực kỳ thành công. Sự thoải mái về mặt tâm lý với phát biểu của huấn luyện viên Jesse Marsh trước trận chung kết rằng việc họ có mặt ở vòng bán kết là một thành công ngoài mong đợi. Thêm một trận đấu ít nhiều các cầu thủ Uruguay cũng thiếu đi sự may mắn khi cột dọc, khi xà ngang đã từ chối bàn thắng của họ, giống như trong trận đấu với Colombia tại vòng. Việc phung phí cơ hội đang khiến cho Uruguay bị trả giá, không chỉ ở trận đấu này mà còn ở cả trận đấu trước. Rõ ràng thì tiền đạo mục tiêu vẫn đang là vấn đề đối với đội tuyển Uruguay. Darwin Núñez chưa tìm lại được phong độ đỉnh cao nhất của mình, trong khi Luis Suarez thì đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Tốc độ và thể lực không cho phép cầu thủ này có những pha bứt tốc cũng như những tình huống dứt điểm có cảm giác. Đây chắc chắn sẽ là Copa America cuối cùng của Luis Suarez. Khi năm nay anh đã 37 tuổi, phong độ cũng đã rất đi xuống. Anh không được sử dụng nhiều ở giải đấu năm nay. Vẫn còn. Chuyền vào. Không được. Những pha xử lý cuối cùng của các thủ Uruguay vẫn thiếu đi độ chính xác cần thiết. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận đấu và tỷ số vẫn đang là 2-1 nghiêng về Canada. Chiến thắng đang đến rất gần với đội bóng của huấn luyện viên Jesse Marsh. Nandes. Uruguay đang thi đấu rất khẩn trương. Có 5 phút bù giờ để họ tìm kiếm bàn gỡ hòa. Vẫn là những đường chuyền thứ hai cánh của cầu thủ Uruguay. Uruguay hãy coi chừng với những pha phản công của Canada. Trước sức ép rất lớn từ phía đối thủ nhưng Canada vẫn đang chơi rất tập trung. Mè khá trống trải. Không nguy hiểm với cầu môn của Roque. Oliveira. Những bước chân rất nặng nề của Luis Suarez. Nhưng vẫn có đó những pha xử lý tinh tế. Không vào. Rất tiếc cho Luis Suarez. Suarez đã có 2 cơ hội kể từ khi được tung vào sân. Nhưng bàn thắng vẫn chưa đến với chân sút số 1 trong lịch sử của bóng đá Uruguay. Vẫn chưa thể có bàn thắng đầu tiên dành cho Luis Suarez ở Copa năm nay. Rất đáng tiếc, đặc biệt là cơ hội đến ở trong một khoảng thời gian rất nhạy cảm, những phút bù giờ rồi. Tiếp tục là cơ hội nữa dành cho Uruguay. Suarez. Lưới của Canada rung lên. 2-2. Suarez xứng đáng có được bàn thắng cho riêng mình. Những nỗ lực không biết mệt mỏi đã giúp cho Uruguay có được bàn thắng thứ hai để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Rất có thể trận đấu này sẽ lại là một màn đối đầu nữa mà hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt penalty. Ở bất kỳ giải đấu nào thì Luis Suarez vẫn luôn khiến cho người ta phải nhắc đến anh. Và đây là bàn thắng đầy giá trị, không có lỗi việt vị. Một tình huống mà trung vệ Jose Gimenez đã lên tham gia tấn công và có một đường truyền dọn cỗ để cho Luis Suarez có được bàn thắng đầu tiên tại Copa America 2024. Chỉ ít phút trước thôi thì anh cũng đã bỏ lỡ một cơ hội rất tốt khi đối mặt với thủ thành Daniel Clerc.
nhưng lần này thì không có sai lầm nào cả, hai đều cho Uruguay. Thời gian của trận đấu không còn nhiều nữa, rất có thể trận đấu tranh giải ba của Copa năm nay sẽ phải phân định thắng thua bằng loạt sút penalty. Rõ ràng là không hề có lỗi việt vị của Luis Suarez. Đường chuyền vào trong rất tốt của Jose Giménez. Trọng tài Alexis Herrera vẫn đang chờ những tham vấn từ tổ VAR trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Bàn thắng đã được công nhận. Pha lập công của Luis Suarez được ghi ở phút thứ 90+2. Đó là bàn thắng thứ 8 của Luis Suarez trong lịch sử các kỳ tham dự Copa America. Với một tiền đạo đẳng cấp, mặc dù đã qua thời kỳ đỉnh cao, nhưng ở giai đoạn quan trọng, một tình huống chọn chỗ đầy thông minh, di chuyển để không rơi vào thế vi vị của Luis Suarez đã mang về bàn gỡ hòa cho Uruguay. Khi khoác áo Liverpool thì Luis Suarez là một tiền đạo hàng đầu thế giới. Không chỉ tinh quái, khéo léo mà Luis Suarez còn là một mẫu cầu thủ dứt điểm rất đa năng. Khả năng Hà Nội phải bước vào loạt sút luân lưu là rất lớn. Những giây bù giờ cuối cùng của trận đấu. Pha bỏ bóng của Luis Suarez nhưng đã không có đồng đội có thể nhận được điều chuyền vừa rồi. Roque. Như vậy là trọng tài người Venezuela đã đổi còi để khép lại 90 phút thi đấu chính thức trận tranh hạng 3 giữa Uruguay và Canada. Hai đội ra sân với tỷ số hòa 2 đều, rất kịch tính và đầy hấp dẫn. Ba đội sẽ phải bước vào loạt sút luân lưu. Rất nhiều những loạt đấu súng cân não đã được các đội thể hiện ở giải đấu năm nay. Ở vòng tứ kết thì cả Canada và Uruguay đã đều phải vượt qua đối thủ bằng loạt sút penalty. Đội tuyển Canada đã vượt qua Venezuela, trong khi Uruguay cũng vượt qua Brazil ở loạt đấu súng cân não. Và người lính trọng trách thực hiện quả đá đầu tiên cho các thủ Canada đó là Jonathan David, cầu thủ vào sân thay người ở trong hiệp đấu thứ hai và cũng là người nâng tỷ số lên 2-1 của trận đấu. Jonathan David cũng chính là cầu thủ thực hiện thành công quả đá luân lưu đầu tiên cho đội tuyển Canada trong trận tứ kết gặp Venezuela. Một sự tín nhiệm rất lớn dành cho David khi anh đối đầu với Roque. Một cái hít thật sâu của David. Rất gọn gàng. David đã đánh lừa được thủ môn Roque. 1-0 cho Canada. Cú đá rất chắc chân. Lợi thế cho cầu thủ áo đỏ. Sẽ vẫn tiếp tục là Federico Valverde thực hiện quả đá tiên phong cho đội tuyển Uruguay, giống như những gì mà huấn luyện viên Marcelo Bielsa đã lựa chọn ở trận tứ kết gặp Brazil. Ở đấy, ở trận đấu đó thì Valverde cũng đã thực hiện thành công quả đá đầu tiên của mình. Valverde rất chính xác. Thủ thành Danny Clair đã đoán đúng hướng, nhưng cú sút của Federico Valverde là quá khó. Bóng đi sát với cột dọc. Pha đổ người của thủ thành Clair là không đủ để cắn phá cú sút của Valverde. Tỷ số của loạt penalty là 1-1. Cả hai loạt sút đầu tiên đều là những cú đá cực kỳ mẫu mực. Những cú đá đầu tiên
luôn là chiếc chìa khóa để có thể mở ra chiến thắng cho các đội. Và cả David cũng như Valverde đều đã thành công với những cú đá của mình. Đó đều là những tình huống dứt điểm vào bên phải của cầu môn. Bây giờ sẽ là số 15 của Canada, Bobito. Thẻ vàng dành cho thủ môn của Canada. Sinclair dường như đã có những hành động ảnh hưởng đến lượt sút luân lưu này của các cầu thủ, hay anh đã có những lời lẽ với thủ môn của đối phương để khiến cho Roque có thể mất tập trung. Bumbito đối mặt với Roque. Rất hồi hộp, rất chính xác. Thêm một lần nữa các thủ Canada đã đánh lừa được thủ môn Roque. Cú đá không quá mạnh, cũng không quá hiểm hóc, nhưng đã đánh lừa được Roque. Và tỷ số là 2-1 cho các thủ Canada trong loạt sút luân lưu. Ở trận tứ kết với Venezuela, Bumbito cũng là người thực hiện thành công quả penalty thứ 3 cho đội tuyển Canada. Bây giờ sẽ là cú sút của Bentancur. Bentancur rất chính xác. Cú sút quá khó của Bentancur. Với những cú sút như vậy thì dù có đoán đúng hướng thì cũng rất ít cơ hội để cho các thủ thành có thể cản phá được. Bóng gầm thẳng vào góc cao khung thành. Cú sút này thì cũng mang tới nhiều rủi ro, nhưng nếu thực hiện chính xác thì rất khó cho thủ môn có thể đẩy được. Cú đá quá tự tin của Bentancur. Những cú đá vào góc cao thì hầu như các thủ môn không có cơ hội để cản phá, kể cả họ có bay người đúng hướng đi chăng nữa, cùng lắm cũng chỉ chạm nhẹ được tay vào bóng mà thôi. Bây giờ sẽ là Kone. Kone đối mặt với Roque. Không vào. Cú đá quá nhẹ của Kone và cũng hơi lộ liễu. Rất đáng tiếc cho Ismaël Kone, cầu thủ có thể nói là chơi hay nhất bên phía đội tuyển Canada trong trận đấu này. Anh cũng chính là người đã thực hiện quả penalty quyết định đưa Canada vào bán kết của Copa America 2024. Nhưng lần này thì cú sút của Ismaël Kone lại quá hiền. Uruguay đã có lợi thế. Arrascaeta thực hiện quả đá phạt tiếp theo. Rất chính xác. Các cầu thủ Uruguay đã tận dụng được lợi thế. Thêm một cú đá rất hiểm hóc của các cầu thủ Uruguay. Khả năng sút phạt penalty của đoàn quân huấn luyện viên Marcelo Bielsa đang là rất tốt. Trong trận đấu với Brazil chỉ có một mình Gimenez đá hỏng mà thôi. Bây giờ sẽ là lượt sút tiếp theo của đội tuyển Canada. Johnny Ray. Rất áp lực dành cho số 24 của Canada. Một chút nữa thôi thì Roque đã có thể cản phá thành công. Thủ thành của Uruguay đã chạm được tay vào bóng ở trong tình huống vừa rồi, nhưng như vậy là chưa đủ để cản phá cú penalty của Johnny Ray. Bây giờ sẽ là Luis Suarez. Chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Uruguay. Suarez rất chính xác.
Lợi thế thuộc về cao thủ Uruguay. Chưa có một pha hỏng hóc nào bên phía đội bóng áo xanh. Nếu như giành chiến thắng cuối cùng trong trận đấu này thì Luis Suarez xứng đáng trở thành người hùng của đội tuyển Uruguay. Anh cũng chính là người đã mang về bàn thắng quân bình tỷ số ở những phút bù giờ. Bây giờ sẽ là Alfonso Davies. Đội trưởng của Uruguay đã thành công. Và bây giờ chúng ta cùng chờ đợi đội trưởng của Canada, cú đá mang tính quyết định để mang lại níu kéo cơ hội cho cầu thủ Canada. Không vào. Hai người hùng của cầu thủ Canada đều đã mắc sai lầm là Kone và Davies, và trận đấu đã kết thúc. Chiến thắng đã thuộc về cầu thủ Uruguay. Một trận đấu quá đáng tiếc với Canada. Họ chơi hay hơn trong suốt 90 phút thi đấu, nhưng đã để cho đối phương gỡ hòa hai đều ở những phút bù giờ cuối cùng và đã thất bại trong hòa sút luân lưu. Rõ ràng như chúng tôi đã nhận định, những trận đấu như thế này đã giúp cho cầu thủ Canada tôi rèn bản lĩnh của mình để hướng tới vòng chung kết World Cup 2036.